Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 25 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Ảnh hưởng của tác giả khi đọc sách. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15. Chúng ta ở cảnh giới cao không phải khổ như vậy, muốn đi đâu thì nhanh như thế này. Thanh Hải Vô Thượng Sư búng ngón tay, quý vị đều đã có thể nghiệm này rồi. Có những lúc chúng ta muốn đến một nơi nào đó ở thế giới bên trong, có phải là đi rất nhanh không? Nhiều khi đi nhanh quá, quý vị kêu với tôi, ô nhanh quá sư phụ, con chưa thấy rõ. Có người đã nói như vậy. Chúng ta ở đây muốn đi thăm ai, muốn đến đâu cộng tu, làm việc gì cũng không thuận tiện. Bởi vì chúng ta bị giam trong ngục tù thể xác này, đi đâu cũng phải mang theo nó, chăm sóc nó. Quý vị có xem qua những gánh xiệc chưa? Hoặc là những buổi lễ hội lớn, có người dùng hai thanh gỗ gắn vào chân, quý vị có thấy không? Mọi người đáp, thưa có. Người đó trở nên thật cao, đi đứng thật là bất tiện. Quý vị có thấy họ bước đi không? Mọi người đáp, thưa có. Có người làm cho mình thật to, hoặc là có những lúc họ cải trang thành con rồng. Bốn người hợp lại cải trang thành một con rồng, hoặc thành một con lân, rồi phía trước đi, phía sau kéo, cho nên cần phải phối hợp với nhau, đi đứng thật là bất tiện. Không như chúng ta đi một mình tự tại. Tương tự như vậy, sau khi chúng ta đến thế giới này, mượn công cụ thể xác, mặc bộ y phục này, đi đứng, cử động đều bất tiện. Tuy rằng bất tiện, nhưng chúng ta cũng không biết. Qua một thời gian rất lâu, trăm ngàn vạn kiếp về sau mới biết, mới hay, thì ra là bất tiện. Thanh Hải Vô Thượng Sư cười, phải bỏ đi mới đúng. Bỏ đi rồi mới tự tại hơn. Cho nên, mỗi ngày chúng ta cần luyện tập bỏ nó đi. Càng luyện tập, chúng ta sẽ càng quen dần. Rồi sau này, chúng ta sẽ biết cách bỏ, mới có thể ra đi một cách tự tại, bất cứ lúc nào. Thí dụ, lúc chúng ta còn nhỏ, không biết lái xe đạp. Chúng ta trèo lên, té xuống, rồi leo lên, lại ngã xuống, đau đến chảy máu. Qua một thời gian, mỗi ngày tập như thế, chẳng bao lâu chúng ta lái được. Khi biết cách rồi, chúng ta lái rất hay. Không cần dùng hai tay, chỉ dùng hai chân là được. Càng tập càng hay. Có người luyện giỏi đến trình độ, đứng hai chân trên yên mà vẫn lái được. Có người dùng tay chống rồi để chân ngược lên không, như vậy mà cũng không bị ngã. Lúc chúng ta còn nhỏ, mới bắt đầu tập. Chúng ta dùng cả hai tay, hai chân, phải không? Chân cũng dùng, tay cũng dùng, vậy mà không đạp giỏi. Luyện tập mỗi lúc một giỏi, rồi không cần dùng chân, không cần dùng tay. Chiếc xe đạp đó một mình cũng biết chạy. Có người làm nhiều chuyện, rất dạn dĩ. Quý vị đi xem xiệc thì biết, xe đạp mà cũng có thể cỡi trên dây thép. Trên đó họ đi tới đi lui. Không phải chỉ đi tới không, mà họ còn đi lùi ra phía sau. Có người leo lên chỗ rất cao, hoặc có người cỡi chiếc xe mô tô rất lớn, lái xung quanh cái vòng thật nhỏ trong gánh xiệc. Họ quẹo rất nhanh, chạy vòng vòng mà vẫn không bị té. Chuyện tu hành cũng vậy, chúng ta càng tu tập sẽ càng giỏi. Rồi sau đó chúng ta muốn rời khỏi thân thể này lúc nào cũng được. Có thể thấy được cảnh giới khác, có thể đến một cảnh giới khác bất cứ lúc nào. Không biết vừa rồi quý vị có thấy một đồng tu của chúng ta ở Hoa Liên,
cô ta đi xe lửa từ Hoa Liên đến Cao Hùng. Suốt đoạn đường đến Cao Hùng, cô đều thấy thể nghiệm. Vừa ngồi xe lửa, vừa thấy cảnh giới, có phải thật hay không? Thời gian qua đi rất nhanh, đốt thời gian mà, bởi vì cô ấy vốn rất sợ xe lửa. Cô nói cô sợ chịu không nổi khi phải ngồi xe đến Cao Hùng. Cô đã hết lòng cầu sư phụ bên trong giúp đỡ. Xưa nay cô không dám đi, thế mà từ Hoa Liên đến Cao Hùng, vừa ngồi xe lửa, vừa xem cảnh giới. Lúc cô xem cảnh giới, có nghĩa là linh thể của cô đã rời khỏi nhục thể này. Lúc đó, chỉ còn có một sợi dây nối liền linh thể với nhục thể mà thôi. Linh thể của cô, hoặc là chủ nhân của cô, không còn bị nhốt vào trong thân thể này. Cho nên, cô mới có thể đi thăm các cảnh giới bên trên lúc nào cũng được, mặc dù thân thể của cô ở bên trong xe lửa. Cô cũng biết rằng thân thể của cô đang làm gì, chứ không phải là không biết. Cho nên, tình trạng như vậy cũng rất hay, rất tự tại. Chúng ta có thể một mặt làm việc theo thế giới, một mặt có thể xem cảnh giới khác. Đó là nhờ vào sự luyện tập của chúng ta. Không một việc gì mà con người chúng ta không làm được, nhất định là có thể làm được. Từ chuyện đạp xe trên sợi dây thép, đến chuyện chúng ta bay lên thiên đàng, xuống địa ngục, chúng ta đều có thể làm được. Các khoa học gia đã tổn phí rất nhiều công lao, tiền của và trí huệ, nhưng chỉ mang về một chút bụi, chút đá mà thôi. Họ nghĩ rằng, hành tinh khác không có người ở, dù có người ở, họ cũng không nhìn thấy. Nếu chúng ta dùng thiên nhãn, sẽ thấy rõ hơn. Đồng tu chúng ta, có người cầu tôi đưa họ đi xem thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi họ lại hiếu kỳ chạy đến cảnh giới Đông Phương, dược sư Phật xem. Nhưng không thấy ai ở đó, chỉ thấy phong cảnh nơi đó rất đẹp. Bèn nói rằng, tiếc thật, sao không có ai ở? Một quốc độ đẹp như thế này, sao không có ai ở? Không phải như vậy, có rất nhiều người ở, chẳng qua là mắt vị này chưa đủ sáng, chưa đủ mở, chấn động lực của anh ta và ở nơi ấy khác nhau, cho nên không thể nào thấy được. Rất nhiều cảnh giới đều như vậy. Có những lúc, quý vị tu hành và than phiền với tôi rằng, sao không thấy thể nghiệm gì cả, nên tự trách mình vì tu hành chưa đủ trong sạch. Có nghĩa là chưa đủ thanh tịnh, nghiệp chướng vẫn còn nhiều. Cho nên, tuy minh sư đưa chúng ta đi, chúng ta cũng không thấy được, chỉ thấy sáng sáng mà thôi. Có lúc, chúng ta thấy được một điểm sáng, có lúc, chúng ta thấy được nhiều, có lúc thấy được nhiều phong cảnh, có lúc chỉ thấy được một tấm màn che trước mặt vậy thôi, có lúc nhìn xuyên qua một chút rồi trở lại như cũ, bởi vì mắt trí huệ chúng ta chưa đủ mở. Tu hành một thời gian, nhất định mắt trí huệ chúng ta sẽ được mở hoàn toàn. Có một người tu pháp môn Quán Âm đã hơn 30 năm nhưng không có thể nghiệm. Người ấy than phiền với sư ông của tôi rằng, đã 30 năm rồi không có thể nghiệm. Sư ông tôi nói, vậy tại sao ngươi còn tu? Không có thể nghiệm thì thôi vậy, tại sao tu đến bây giờ? Người ấy nói, không tu còn tệ hơn. Không tu hành không được. Bây giờ tu hành đối với người ấy dường như đã trở thành thói quen. Không tu càng tệ hơn. Không được, cần phải tu. Nhưng không có thể nghiệm thật là khó chịu. Sư ông xem và thấy thời gian của người này đã đến. Bèn nói, được rồi, ngươi ngồi nơi đây, một lát sau thì có thể nghiệm. Một hồi sau, quả nhiên tất cả các thể nghiệm trong 30 năm đều đến cùng một lúc. Thanh Hải Vô Thượng Sư và mọi người cười. Người ấy quá sung sướng vì từ trước đến nay chưa có qua, nên mãi miết nói, mãi miết kể. Anh thấy được điều gì? Hoặc sư phụ nói với anh những gì, anh nhất nhất đều thuật lại cho mọi người xung quanh nghe. Mọi người đã tụ họp lại để nghe thể nghiệm của anh ta. Có người có thể đã 20 năm chưa có thể nghiệm, có người 20 ngày chưa có thể nghiệm,
có người hai mươi mấy tuần lễ chưa có thể nghiệm. Họ đã họp lại để nghe. Sư ông thấy chuyện không xong, bèn kéo người ấy vào trong phòng và khóa cửa lại, để người ấy trong đó tự kể cho mình nghe. Đã bảo thể nghiệm không được nói, thế nhưng người ấy vui quá nên say sưa kể, say sưa nói. Xưa nay người ấy chưa từng có thể nghiệm này, thật bất khả tư nghị. Đồng tu chúng ta cũng có người như vậy. Tại Đài Nam, có một số người không chịu được nên đã kể ra, rồi có người khờ dại mở máy ra thâu âm lại. Thanh Hải Vô Thượng Sư và mọi người cười, thâu đến mấy mươi quyển băng, rồi nói, thưa sư phụ, ngài nghe thử xem là chuyện thật hay là giả. Tôi đâu có thời giờ, nơi nào cũng có những người khờ dại như vậy. Tôi đã nói thể nghiệm không được kể cho người khác, vậy mà ở đó không những đã kể, lại có những người tụ họp đến nghe. Nghe không đủ còn thâu lại. Thanh Hải Vô Thượng Sư và mọi người cười, sau đó còn bảo tôi nghe. Cũng là chuyện dễ thương, lúc tôi hỏi thì không nói, lại đi ra ngoài nói cho người khác nghe. Kể cho người khác nghe, đối với quý vị không tốt, đối với quý vị có chướng ngại, quý vị đã biết rồi chứ. Sau này người đó đến khóc với tôi, sư phụ nói đúng thật, kể cho người khác, sau đó sẽ có chướng ngại. Hù hù. Mọi người cười, bây giờ phải làm sao? Thanh Hải Vô Thượng Sư và mọi người cười. Đều là những người không biết vâng lời, đã thế nhất định có chướng ngại, ít nhiều đều có chướng ngại. Người nghe có lợi ích, nhưng người kể không có lợi ích. Ví dụ, đẳng cấp của chúng ta cao hơn một người nào đó, chúng ta kể cho người có đẳng cấp thấp hơn nghe. Những người có đẳng cấp thấp hơn chúng ta đương nhiên có lợi ích, đối với họ tốt. Còn người kể tuy có đẳng cấp rất cao, nhưng sau đó sẽ bị rớt xuống. Kỳ lạ như thế. Cho nên có những lúc quý vị không cẩn thận, tiết lộ cho người khác nghe, rồi một thời gian dài sau đó không có thể nghiệm. Có phải vậy không? Trừ khi tôi cho phép, không nên tùy tiện kể cho người khác nghe. Lúc tôi truyền tâm ấn ở Đài Nam, có một người chỉ hỏi một vấn đề nhỏ, tôi đã la dầy người ấy một trận nên thân. Thanh Hải Vô Thượng Sư cười, nhưng người ấy đã không bỏ tôi, vẫn tiếp tục tu hành. Bây giờ người ấy thấy được trước đây mình ra sao, đã làm những chuyện xấu gì, dùng thần thông gì để hại bao nhiêu người. Tôi chỉ la rầy một chút. Quý vị đừng nghĩ rằng tôi rất dữ. Người ấy chỉ hỏi một vấn đề nhỏ, chưa tâm ấn mà sư phụ đã bắt đầu la mắng rồi. Thanh Hải Vô Thượng Sư cười. Sau đó, tôi còn la thêm vài lần, la ít hơn một chút. Vì nhận thấy người ấy thành tâm, có những lúc tôi không nhẫn tâm la rầy thêm, nhưng la rầy như vậy vẫn chưa đủ. Nếu quý vị chưa thấy qua nghiệp chướng của mình thì không sao biết cảm kích tôi. Bây giờ người ấy hết lòng cảm kích tôi. Người ấy nói không có sư phụ, đời đời kiếp kiếp, sẽ bị đọa ở địa ngục tối tăm, không thể nào lên được, không thể nào thấy được ánh mặt trời. Vì chúng ta phàm phu nên không biết, lại tu hành chậm chạp, không thấy nghiệp chướng của mình, không thấy hành động hung ác của mình, cho nên sư phụ mới la một chút là giận liền. Bên trong phê bình sư phụ, mang một bầu không khí than phiền, oán hận, không có lòng cảm kích. Sau này, quý vị thấy được, lúc đó sẽ hết lòng hối hận, nhưng có khi lâu lắm mới biết. Nhưng dù quý vị có lòng tri ân hay phỉ báng, tôi vẫn phải tiếp tục làm công việc của tôi, không làm cũng không được. Thí dụ, quý vị làm cha mẹ nuôi con cái, dù chúng có hiếu thảo hay không, đã sinh ra thì phải nuôi. Phải vậy không? Chúng ta nuôi con cái không phải vì muốn chúng đền đáp công ơn. Phần đông cha mẹ đều không nghĩ như vậy. Khi chúng lớn lên mới nghĩ đến, nhưng cũng không có kỳ vọng gì. Chúng hiếu thảo thì tốt, chúng không hiếu thảo, chúng ta cũng vẫn tiếp tục thương yêu chúng. Tâm của tôi cũng gần giống như thế.
nhưng so với lòng cha mẹ còn sâu đậm hơn. Tôi không kỳ vọng điều gì, làm minh sư rất khó. Thanh Hải Vô Thượng Sư cười, bởi vì có nhiều người tu hành đẳng cấp không cao, cho nên không hiểu được vì sao sư phụ đối với mình như vậy. Đây là thời mạt pháp, chúng sinh càng khó độ. Bởi vì nghiệp chướng quá sâu dày, chúng ta đã bị đời sống cơ khí, tiền bạc ô nhiễm quá đen. Đầu óc không sao hiểu được giáo lý đơn giản và cao đẳng. Chúng ta một bên muốn tu hành nhanh, một bên sợ sư phụ rửa nghiệp chướng, cho nên mới thật là phiền. Mọi người nên dũng cảm hơn một chút, đừng sợ. Quý vị không nên đọc những kinh điển không hay, rồi sau đó đến hỏi tôi không có thời giờ. Sao lại đọc những loại kinh điển đó? Sách của tôi đọc chưa hết, lại đi xem sách khác, rồi đến hỏi. Biết những thứ phức tạp này làm chi? Đối với việc tu hành, không giúp ích được chút nào. Quý vị thật là rảnh rỗi quá. Có thời giờ không chịu tu hành. Tôi nói cho quý vị hay, bất cứ kinh điển nào không nói đến pháp môn Quán Âm, đối với việc tu hành của chúng ta không tốt. Xem sách phải cẩn thận, xem kinh điển phải cẩn thận. Vì sao? Chúng ta xem bất cứ quyển sách nào, liền lập tức câu thông với tác giả, và có quan hệ với người viết quyển sách đó. Ví dụ, tác giả không phải là người có đẳng cấp cao, và viết những quyển sách không tốt. Nếu họ ở cảnh giới Atula, thì quý vị sẽ câu thông với Atula. Thật ra, nguyên bản của tất cả những quyển sách ở thế giới ta bà này đều nằm trong thư viện của cảnh giới Atula. Ngoại trừ kinh sách Pháp Môn Quán Âm là đến từ thế giới cao đẳng thứ 5, thứ 6 xuống. Các loại sách khác đều từ thư viện Atula. Quý vị lên đó sẽ thấy, bao gồm những chuyện nam nữ, những chuyện các cô gái nghèo, không có y phục, hoặc những loại phim ảnh nghèo, không có tiền mua y phục cho các diễn viên mặc, đều đến từ thư viện Atula, trên đó đều có thể thấy được. Cho nên, tốt nhất chúng ta không nên xem quá nhiều sách báo, phần lớn các loại sách đều viết không ra chi, nói chuyện không đâu và do những người chưa đắc đạo viết ra. Viết là vì muốn nổi tiếng, vì rảnh rỗi không có việc làm, vì có một chút tài nghệ văn chương. Thấy người ta ra sách, mình cũng ra sách, muốn nổi tiếng như vậy. Sau đó, viết rất nhiều chuyện, không ra gì. Thật là phiền phức. Cho nên, có những lúc, đối với chúng ta, đọc sách không tốt. Quý vị xem sách của tôi có phải rất minh bạch không? Mọi người đáp, thưa phải. Mọi người xem đều hiểu. Tuy sách của tôi có đặt ra các vấn đề, nhưng cũng không có loại vấn đề phức tạp. Đọc lên không làm cho người ta hoa mắt, không có loại văn chương vô bổ. Phần đông sách đều nói những điều thuộc đẳng cấp rất thấp. Ngay cả sách tu hành cũng vậy, đẳng cấp rất thấp, chỉ liên hệ đến tình cảm con người mà thôi, không nói về giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu sách nào không nói đến sự lợi ích của pháp môn Quán Âm, thì đều là đẳng cấp rất thấp. Quý vị nghe điều này có thể hoài nghi, nghe dường như tôi bài bác các loại sách đó, nhưng không phải vậy. Quý vị đi xem thư viện ở cảnh giới Atula thì biết, các loại kinh sách ở thế giới này đều phát xuất từ nơi đó. Sau khi chúng ta lên đến cảnh giới cao đẳng mới biết được đạo lý cao siêu. Các đạo lý cao siêu này chúng ta sẽ không tìm thấy tại thư viện ở cảnh giới Atula. Nghe âm nhạc cũng vậy, phần đông những loại âm nhạc tình cảm, những loại nhạc buồn bã, bi ai, hoặc là những loại âm nhạc tân thời đều có thể tìm thấy tại thư viện thuộc đẳng cấp thấp của Atula. Ở đẳng cấp cao có âm nhạc và sách với trình độ cao. Cõi Atula có trên 100 cảnh giới. Ở cảnh giới có đẳng cấp thấp nhất, chúng ta sẽ tìm thấy các loại sách thấp nhất, đen tối nhất hoặc bạo lực nhất. Thí dụ, có một số người đến thế giới ta bà này chủ trương
người ta cần phải có quan hệ nam nữ không đứng đắn, hoặc là sát sinh không giới hạn, vân vân. Những người đó đến từ đẳng cấp thấp của cõi Atula. Đối với các nghệ thuật này, họ là bậc thầy ở nơi đó. Như Hitler, Tần Thủy Hoàng đều từ đẳng cấp rất thấp của cõi Atula. Nơi đó, họ là những vị thầy cao đẳng. Cao đẳng ở đây không phải là cao nhã, cao thượng. Về phương diện bạo lực, họ là những bậc thầy lớn nhất. Về sự hưởng thụ thế tục, hoặc lợi dụng phụ nữ, nơi đó họ rất thành thục. Chúng ta đến nơi ấy, sẽ xem được sách của họ, thấy được lối sống của họ một cách rất rõ ràng. Cho nên, ở đây có sách gì của họ thì trên đó đã có sẵn cả rồi. Chúng ta ở đây xem sách của họ, liền lập tức câu thông với họ, trong vô hình đã bị họ khống chế. Nếu chúng ta không có minh sư, không có lực lượng bảo hộ, thì khi chúng ta xem sách gì, lập tức bị những người đó khống trị. Thí dụ, chúng ta đọc loại sách đẳng cấp thấp kém, liền lập tức bị những người ở đẳng cấp thấp kém từ trên ấy khống trị, cho dù họ đã lìa đời hoặc vẫn còn sống ở đây. Đó là lý do vì sao người xuất gia không được đọc sách báo, không được xem tiểu thuyết, không được nghe nhạc, không được xem phim ảnh, không được xem rất nhiều thứ. Hoặc Thích Ca Mâu Ni biết đệ tử chưa có đủ lực lượng, không đủ định lực, đọc rồi sẽ bị ảnh hưởng. Có những lúc tôi giảng về thơ hoặc đọc những quyển sách của người xưa thì tác giả được lợi ích. Đọc tên của họ thì họ được phước báu. Nếu quý vị không đủ công đức, đọc tên của họ đương nhiên họ có phước báu, nhưng quý vị lại không có, bị họ lấy đi mất. Cho nên chúng ta đọc sách phải cẩn thận. Như các quyển sách của tôi, nếu quý vị càng đọc, càng phát hiện những điểm khác nhau, không thể nói đọc một lần là đã đọc hết. Có khi chúng ta bỏ qua những điều quan trọng, đọc lại lần nữa thì hiểu khác, rồi đọc thêm lần nữa thì lại hiểu khác hơn. Tu hành càng cao, chúng ta càng hiểu rõ, cũng cùng một câu, nhưng chúng ta lại hiểu khác nhau. Cho nên, hãy tìm thời giờ mà đọc sách, nghe băng thâu âm, xem phim thâu hình do tôi giảng, tự tìm lời giải đáp cho chính mình. Đừng tìm các loại sách khác, họ viết không chính xác. Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ nói như vậy, vì không muốn quý vị hiểu lầm, cho rằng tôi cố ép quý vị đọc sách của tôi. Không phải như vậy. Vì hôm nay, quý vị hỏi câu hỏi này, nên tôi nhân tiện nói cho quý vị nghe. Nếu như quý vị tin thì tốt cho quý vị, nếu không tin, tôi cũng xin cảm ơn. Thanh Hải Vô Thượng Sư cười. A-di-đà Phật. Quý vị còn câu hỏi gì nữa không? Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 25 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Ảnh hưởng của tác giả khi đọc sách. Bài đọc được trích từ bộ sách Lý Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.